Ecuador và Hà Lan đều mở màn World Cup 2022 với niềm vui khi cùng giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước chủ nhà Qatar cũng như Senegal. Hai đội sẽ chạm trán nhau trong cuộc đấu hứa hẹn rất căng thẳng cho mục tiêu ngôi đầu bảng. Có đi Gapore vẫn sẽ là niềm hy vọng của cơn lốc màu da cam. Bên cạnh đó, Frenkie de Jong cũng sẽ là chìa khóa nơi tuyến giữa cho đại diện châu Âu khi đối đầu với Senegal giàu tốc độ và sức mạnh. Lối đá tập thể của Ecuador đã phát huy tác dụng và lấn át hoàn toàn đội chủ nhà Qatar. Toto N Valencia sẽ tiếp tục dẫn dắt các đồng đội trước cơn lốc màu da cam vào ngày mai. Trong quá khứ hai đội gặp nhau 2 lần, Hà Lan đang chiếm ưu thế với 1 lần thắng trước Ecuador. Phong độ 5 trận gần nhất của hai đội là rất ấn tượng và cả hai đều đang bất bại. Cùng điểm qua các cầu thủ nổi bật của hai đội. Tuyển Hà Lan giữ sạch lưới trong trận mở màn có công rất lớn của Van Dijk. Anh cùng De Ligt và Ake tạo thành hàng phòng ngự 3 người rất chắc chắn, làm nản lòng các chân sút của Senegal. Enervesia lập cú đúc vào lưới chủ nhà Qatar đã giúp Ecuador đứng vị trí đầu bảng và giúp anh đứng đầu trong danh sách vua phá lưới. Valencia sẽ tiếp tục là ngôi sao sáng nhất của đội. Hai đội ra sân với lực lượng đầy đủ nhất. Hà Lan có thể sẽ xuất phát với sơ đồ 3-4-1-2, trong khi đó Ecuador có khả năng ra sân với sơ đồ 4-5-1. Siêu máy tính Fighter EI dự đoán đội tuyển Hà Lan có cơ hội giành chiến thắng là 49%, Ecuador là 22%, xác suất hòa của hai đội là 29%. Ecuador đối đầu Hà Lan vào lúc 23 giờ ngày 25 tháng 11 trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng A World Cup 2022 tại Qatar. Lần đầu tiên trận đấu này được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á là vào lúc 11 giờ ngày 18 tháng 11. Thời điểm đó nhà cái để kèo handicap ở mức 0-1, theo cửa trên bỏ 0.91, chọn cửa dưới ăn 0.81. Cán cân thị trường trước giờ bóng lăn cho thấy rõ xu hướng nghiêng về phía Ecuador. Thời điểm 1 giờ 20 phút ngày 21 tháng 11, nhà cái đổi kèo handicap chính từ 0-1 sang mức 0.3/4, theo cửa trên ăn 0.90, chọn cửa dưới bỏ 0.97 để cân bằng thị trường trước 10 hướng chốt kèo vào Ecuador tăng cao. Sau đó điểm ăn cửa Ecuador cộng 3/4 biến động theo hướng giảm, lợi nhuận cửa Hà Lan âm 3/4 biến động theo hướng tăng.